Chứ giờ về chú ơi. Ra xem robot đi này, đây này. Chào các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Các bạn ơi, hôm nay trong chương trình video hôm nay thì mình đã dự kiến làm một chú robot. Chú robot đơn giản nhất thế giới này. Để xem nó vận hành như thế nào nhé, mình chưa biết nó vận hành như thế nào. Thế ở đây thì mình mới có một cái motor. Trong này mới có một cái motor đây thôi, một cái motor bé 3V. Thế và ở đây có một cái nguồn pin, đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là một công tắc điện, đây công tắc bé xíu đây. Đấy là về bộ điện của cái robot này thì như vậy. Cái nữa là gắn với nó là có vài ba cái bánh răng đặt sẵn ở trong này. Đấy, mình tận dụng như vậy. Cái vật liệu tiếp theo thì